Thảo chào mừng các bạn đã đến với môn âm nhạc khối 2 với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Hôm nay, cô Thảo sẽ hướng dẫn các bạn chủ đề 4 Thiên nhiên tươi đẹp với hai nội dung đọc nhạc và thưởng thức âm nhạc. Trước khi vào nội dung chính của tiết học hôm nay, cô mời các bạn cùng khởi động giọng qua bài hát Giọt mưa và em bé, nhạc và lời của nhạc sĩ Quang Huấn nhé. Này anh giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui. Đục đi đục đi đục đục, đục đi đục đi đục đục, tiếng mưa rơi đi đục, anh cứ mưa mưa hoài. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu, mẹ thân hình anh rơi tan tả tơi khắp nơi. Đục đi đục đi đục đục, đục đi đục đi đục đục, tiếng anh rơi đi đục, vui vui thật là vui. Này anh giọt mưa ơi, anh từ đâu tới đây mà không chịu ngừng rơi cho bầy chim hót vui. Đục đi đục đi đục đục, đục đi đục đi đục đục, tiếng mưa rơi đi đục, anh cứ mưa mưa hoài. Rồi anh về nơi đâu, anh giọt mưa mến yêu, mẹ thân hình anh rơi tan tả tơi khắp nơi. Đục đi đục đi đục đục, đục đi đục đi đục đục, tiếng anh rơi đi đục, vui vui thật là vui. Bây giờ cô mời các bạn vào nội dung thứ nhất, đọc nhạc. Cô mời các bạn cùng luyện tập mẫu năm âm với cô nào. Các bạn hãy nhìn lên màn hình và đọc các nốt nhạc ký hiệu bàn tay với cô nhé. Gồm có nốt son, lá, fa, mi, son. Bây giờ cô mời các bạn hãy lắng nghe cao độ của năm nốt này nhé. Chúng ta cùng hòa giọng đọc nào các bạn. Son la fa mi son. Bây giờ cô mời các bạn cùng thực hành kết hợp với ký hiệu bàn tay với cô nhé. Chúng ta cùng làm nào. Son la fa mi son. Cùng với các bạn cùng thực hiện lần nữa với cô nào. Son la fa mi son. Cùng với các bạn cùng đọc mẫu thứ hai với cô nào. Gồm có đô, rê, mi, fa, son. Rất là chính xác. Các bạn hãy lắng nghe cao độ của mẫu này nhé. Chúng ta cùng đọc nào các bạn. Đô, rê, mi, fa, son. Bây giờ chúng ta cùng đọc kết hợp với ký hiệu bàn tay nhé các bạn. Cô mời nào. Đô, rê, mi, fa, son. Tiếp theo, cô mời các bạn hãy đọc mẫu thứ ba nhé. Gồm có nốt rê, mi, đô, son, lá. Cô nghe có nhiều bạn đọc rất là to và chính xác luôn. Rất là giỏi. Bây giờ cô mời các bạn hãy lắng nghe cao độ của năm nốt này nhé. Chúng ta cùng đọc nào các bạn. Rê mi đô son la. Bây giờ chúng ta hãy đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay luôn nhé các bạn. Cô mời các bạn nào.
Rê mi đô son lần nữa nhé các bạn. Cô mời các bạn nào. 1, 2. Rê mi đô son Cô cảm ơn các bạn. Cô mời các bạn cùng đọc mẫu tiết tấu với cô nhé. Chúng ta cùng ôn lại. Ở hình nốt đen chúng ta sẽ đọc là ta. Hai nốt móc đơn chúng ta đọc thế nào các bạn? Đúng rồi, các bạn trả lời rất chính xác. Ti ti. Và dấu lặng đen chúng ta sẽ đọc là ung. Cô mời các bạn cùng đọc một tiết tấu với cô nhé. Ta, 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 ti ti ta, ừ. Cô mời các bạn cùng lặp lại lần nữa nào. Ta, 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 ti ti ta, ừ. Các bạn đọc rất tốt. Cô cảm ơn các bạn. Cô mời các bạn cùng thực hành đọc nhạc theo mẫu. Bài đọc nhạc gồm có hai câu. Chúng ta cùng lắng nghe cao độ của bài đọc nhạc này nhé các bạn. Cô mời các bạn cùng thực hành đọc nhạc câu 1 với cô nhé. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe cao độ của câu 1 nhé các bạn. Cô mời các bạn cùng đọc nốt nhạc với cô nào. Mê son la la son fa fa la son. Bây giờ chúng ta cùng đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay nhé các bạn. Mê son Chúng ta cùng lắng nghe cao độ của câu 2 nhé các bạn. Cô mời các bạn cùng đồng nốt với cô nhé. Mê son Chúng ta cùng đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bằng tay nào các bạn. Cô mời các bạn. 1, 2. Mi son Chúng ta cùng thực hiện một lần nữa nào các bạn. Cô mời. 1, 2. Mi son Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay câu 1 với câu 2 luôn nhé các bạn. Chúng ta cùng lắng nghe cao độ của bài đọc nhạc này một lần nữa nhé. Cô mời các bạn cùng cô đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay nào. 1, 2. Mi son Cô cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng vào nội dung thứ hai, thưởng thức âm nhạc nhé các bạn. Hôm nay cô mời các bạn nghe câu chuyện âm nhạc Vương quốc bánh kẹo. Vào đêm Giáng sinh, Clara đã được cha đỡ đầu tặng cho một con búp bê xinh xắn. Búp bê có tên dễ thương là Kẹp hạt dẻ,
được làm bằng gỗ hình chú lính chì. Tối hôm ấy, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Clara quay lại phòng khách thăm chú lính kèm hạt dẻ. Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ điểm chuông báo nửa đêm. Clara nhìn thấy một lũ chuột khổng lồ từ đâu kéo đến. Bỗng nhiên, cây Noel trở nên cao vút và chú kẹp hạt dẻ cũng vụt lớn lên. Clara bị kẹp giữa cuộc chiến của đội quân bánh quy gừng và lũ chuột nhắt dưới sự điều khiển của vua chuột. Lũ chuột tấn công và nhào đến cắn binh lính bánh quy gừng. Kẹp hạt dẻ dẫn đầu đội quân bánh quy gừng cùng với sự giúp đỡ của những chú lính chì và búp bê y tá chiến đấu với lũ chuột. Khi thấy vua chuột chiếm ưu thế, còn kẹp hạt dẻ bị thương, Clara ném một chiếc giày vào hắn và giúp cho kẹp hạt dẻ chiến thắng. Lũ chuột rút lui và kẹp hạt dẻ hóa thành một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Clara và hoàng tử leo lên chiếc thuyền bằng vỏ hạt dẻ, được bầy cá heo kéo đến vương quốc bánh kẹo. Khi về đến hoàng cung, hoàng tử thuật lại chuyện Clara đã giúp chàng thắng vua chuột với vua cha. Clara được ca ngợi như một người anh hùng vì hóa giải được lời nguyền của vua chuột, đã biến hoàng tử thành chú lính kẹp hạt dẻ. Để chào mừng năm mới đến và sự trở về của hoàng tử, một vũ hội được tổ chức khắp vương quốc bánh kẹo. Dân chúng đến từ khắp nơi trên thế giới mang theo những vũ điệu rộn ràng và hấp dẫn. Cả vương quốc ngập tràn trong niềm vui và những vũ điệu tưng bừng. Hoàng tử kết hôn với Clara, cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Các bạn ơi, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Với nội dung thứ nhất, đồng nhạc, các bạn hãy luyện tập sáng tạo mẫu năm âm theo ký hiệu nốt nhạc bàn tay nhé các bạn. Và với nội dung thưởng thức âm nhạc, các bạn hãy nghe và kể chuyện lại cho ông bà, cha mẹ và mọi người trong gia đình mình nghe nhé. Cô chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau.